Chào mừng các bạn đến với chương trình Nguyễn Thuận Hiền Radio số đặc biệt. Mình là Bích Trâm và người đồng hành với mình hôm nay là... Vâng, mình là Ngọc Hoa và chương trình của chúng ta hôm nay sẽ xoay quanh 3 phần gồm Nguyễn Thuận Hiền tôi yêu, tình cảm tuổi học trò và cuối cùng là chương trình 360 độ với chủ đề Tai tiếng có đồng nghĩa với nổi tiếng. Có lẽ là những kỷ niệm khó phai nhất trong lòng của mỗi học sinh chúng ta. Những tháng ngày được cắp sách đến trường, vui đùa cùng đám bạn sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp nhất. Có bao giờ bạn cảm thấy yêu trường hơn bao giờ hết? Có bao giờ bạn cảm thấy tự hào về trường của mình chưa? Và đáng là có đấy. Bởi chính bản thân tôi và bạn bè tôi cũng thế. Mãi mãi trong chúng tôi, Nguyễn Thuận Hiền là ngôi nhà chung. Mỗi sớm mai khi thức dậy, chạy vội trong tà áo dài trắng tinh khôi với một niềm vui nho nhỏ đang he hé góc nào đó ở tâm hồn. Ánh nắng mai dựng khắp sân trường, len qua từng khe lá nhỏ, một ngày mới lại bắt đầu. Không gian trường thoáng đãng lắm, hàng cây phượng nghiêng mình bên những ô cửa sổ, bóng rợp mát che khuất cả khoảng sân. Nơi ấy là nơi bạn bè tôi thường ngồi bên nhau cùng chuyện trò. Nơi ấy là nơi đám bạn học bài hay cười đùa ríu rít. Nơi ấy là nơi mà chúng tôi có vô vàn những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò. Trường được chia thành nhiều khu khác nhau, gồm 3 cổng chính: cổng Cách mạng tháng 8, cổng Hoàng Văn Thụ, cổng Lê Bình. Trường có rất nhiều chức năng giúp chúng tôi có thể kết hợp giữa học và vui chơi. Hàng loạt các câu lạc bộ được thành lập và hoạt động với hiệu quả cao như câu lạc bộ tiếng Anh, câu lạc bộ hóa học, câu lạc bộ sinh học, vật lý, câu lạc bộ phóng viên, câu lạc bộ phát thanh hay câu lạc bộ tên lửa nước. Ngoài ra, các đội nhóm như LCD, đội nhảy hiện đại của trường, Chớp Chớp, đội cổ động đầy tài năng hay Nguyễn Thuận Hiền 9X có những giọng ca mượt mà và sâu lắng. Về hoạt động đoàn thanh niên, các bạn đoàn viên rất tích cực trong các phong trào đoàn. Trong đó, có câu lạc bộ cộng tác viên là lực lượng hùng hậu hỗ trợ cho các công tác của trường cũng như ban chấp hành đoàn trường. Những học sinh đang học tại đây, ắt hẳn sẽ không thể nào quên được giải đón tiếp học sinh lớp 10 với những trò chơi lý thú, giúp khối 10 bớt ngỡ ngàng ở môi trường mới và sẵn sàng đón chào một năm học với nhiều điều thú vị phía trước. Hay vào dịp cuối năm, toàn học sinh cả trường háo hức đón chờ chạy truyền thống. Tại đây, các lớp được thể hiện mình với những công trình thủ công chạy đẹp mắt, những gian hàng độc đáo của các anh chị lớp 12 với những món ăn, món đồ đẹp mắt hay các tiết mục văn nghệ sôi nổi, những màn nhảy hiện đại đầy sôi động của các lớp. Các tiết mục được đầu tư rất kỹ càng, từ trang phục, màu sắc đến đội hình độc đáo, pháp người, đội cổ động, vân vân. Có lẽ chạy truyền thống là những kỷ niệm khó phai nhất không phải chỉ riêng của các anh chị khối 12 mà còn của học sinh toàn trường. Chưa hết nè, vào dịp 26 tháng 3, các bạn học sinh khối 10 và 11 còn được háo hức trông chờ trại học sinh đầy thú vị. Ở đây, các bạn được trở về với chính bản thân mình, được hòa nhập và có một ngày trại thật đáng nhớ. Không chỉ bấy nhiêu thôi, xuyên suốt năm học, câu lạc bộ cộng tác viên kết hợp với đoàn trường còn tổ chức nhiều hoạt động như từ thiện, thăm mẹ Việt Nam anh hùng, một ngày làm sinh viên. Kể đến các phong trào, hoạt động của trường thì còn kể đến các thành tích đáng kể về thể thao cũng như học tập. Về học tập, học sinh Lâm Gia Thuần, lớp 12 chuyên toán lý hóa, đạt huy chương vàng Olympic lớp 10 và 11 môn tin học, giải nhất học sinh giỏi môn tin lớp 11 và 12 cấp thành và giải 3 cấp quốc gia. Chị Nguyễn Lê Thảo Nguyên, học sinh lớp 12A3, 3 năm liền là học sinh giỏi nhất trường với điểm trung bình từ 9.2 trở lên. Về hoạt động đoàn trường, anh Võ Đăng Hoàng Lân, bí thư đoàn trường và chị Nguyễn Phan Linh Thoại, phó bí thư đoàn trường. Hai anh chị là những người dẫn đường xuất sắc cho các phong trào đoàn và có những thành tích đáng nể. Anh Hoàng Lân được chọn là thanh niên tiêu biểu của thành phố năm học 2013-2014 và còn nhiều giải thưởng khác. Chị Linh Thoại là đại biểu học sinh gặp gỡ các lãnh đạo thành phố đầu xuân quý tỵ, giải nhất thuyết trình hội trại Olympic London 2012,
do Hội đồng Anh tổ chức. Không chỉ thế, mà học sinh toàn trường chúng tôi cũng thi đua học tốt, phong trào tốt. Đó là những thành tích đáng nể mà mỗi học sinh Nguyễn Thượng Hiền chúng tôi mong chờ và tự hào. Nguyễn Thượng Hiền trong tôi là thế đấy, ấm áp, yêu thương và nhiều kỷ niệm. Em thấy không, tất cả đã xa rồi. Trong hơi thở, thời gian rất khẽ. Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế. Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say. Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay. Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước. Con ve tiên tri vô tâm báo trước. Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu. Những tình cảm trong sáng, mộng mơ của tuổi học trò đã hiện lên như thế trong 8 dòng đầu bài thơ Chiếc lá đầu tiên của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm. Một án thơ đã được rất nhiều thế hệ học trò lẩm nhẩm, truyền tay với những tâm sự, nỗi niềm. Những dòng thơ dường như mở ra cả một khung trời sao xuyến mênh mông, một khoảng không óng ánh nắng sân trường, một khoảng trời mà có lẽ ta sẽ bắt gặp hình bóng chính mình, hay đôi khi là những cảm xúc của mình đang lơ đãng, lang thang. Người ta thường nói, tình cảm là nơi ta tìm đến những thương yêu, nơi ta có thể gạt đi những ưu phiền, là nơi gieo mầm sự sống, sự bình yên. Và tình cảm của học trò cũng vậy, nó trong sáng, hồn nhiên, và đôi khi cũng rất mong manh, dễ vỡ như chiếc bình pha lê trắng. Có ngốc quá cậu ơi, bài này thầy giảng mà tớ chẳng hiểu gì hết, tớ lo đến ngày kiểm tra, tớ sẽ chẳng làm bài được. Rồi thầy cô sẽ phết vào bài kiểm tra của tớ một cái trứng to tròn hay một cái gậy nứa mất. Trời ạ, sao cậu không hỏi tới này? Đừng có lo nữa nha nhóc, rồi cậu sẽ làm bài tốt mà. Đối với đám con trai chúng tôi, điều khiến chúng tôi lo sợ và mệt mỏi nhất chính là nhìn thấy những giọt nước mắt của tụi con gái. Khi ấy, chúng tôi chỉ biết đứng gãi đầu, rồi bắt tay vào những công trình suy nghĩ để dỗ đám con gái. Mà công nhận, tụi con trai chúng tôi nhiều chiêu trò thật. Nào là cả đám phải góp một đống tiền lẻ, rồi đi mua cả chục bịch bánh tráng, kẹo mút, hay phân vai làm trò tiếu lâm phục vụ tiếng cười cho mấy đứa con gái. Và đôi khi, chúng tôi phải đành lòng cước từ cái chất khiêu động, hung hăng, lạnh lùng vốn có để nguyện là một đứa bạn thân cho tụi con gái tâm sự và sẻ chia. Một tảo dài như hàng ngàn tảo dài khác bỗng trở nên đẹp đẽ lạ lùng trong mắt một người. Một nụ cười hiền hòa như rất nhiều những nụ cười khác bỗng làm lòng ai ngơ ngẩn thật lâu. Một giọng nói âm trầm chìm khuất giữa những âm thanh cuộc sống lại có ai nghe như một bản nhạc êm đềm. Một cử chỉ tưởng chừng như vô tình lại trở thành niềm vui đối với một người khác. Những thương quý dành cho một ai đó chính là bắt nguồn từ những điều nhỏ bé nhất. Như thể đó là điều tự nhiên và bình thường nhất trên đời. 3 năm cấp 3, một khoảng thời gian không quá dài, nhưng vẫn đủ để vẽ nên những trang ký ức thật đẹp đẽ, thấm đẫm, huyền hòa với những tình cảm rất đổi thân quen. Nào là tình yêu trường, yêu lớp, yêu bè bạn. Nào là tình cảm thầy trò ấm áp, chân tình. Nào là những rung động trong trẻ phút đầu tiên mang tên tình yêu tuổi học trò. Dẫu cho sau này, bạn và tôi, mỗi người một cuộc sống khác nhau, nhưng những gì đã là tình cảm, kỷ niệm sẽ mãi mãi khắc ghi trong lòng.
Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Tiếp theo đây sẽ là chương trình 360 độ. Như các bạn đã biết, để được nổi tiếng thì có thể dựa vào cả tài năng và scandal nữa. Vậy Luân nghĩ thế nào về việc này? Luân nghĩ trong cuộc sống có rất là nhiều người nổi tiếng, nhưng như họ đã phải trải qua một thời gian cố gắng học tập, làm việc không ngừng nghỉ đấy, Loan à. Chứ không phải chớp nhoáng một sớm một chiều mà được như vậy đâu. Loan còn nhớ, đã một thời những thủy top, Ellie Trần và sau này là Ngọc Trinh, bà Tưng, với những tấm hình bỏng mắt, khoe thân phản cảm được tung lên mạng. Chẳng bao lâu sau, họ từ những người bình thường, sau một vài bộ ảnh như thế, đã mang mát người mẫu ảnh, mang mát người nổi tiếng. Thì là vậy. Vậy Luân có biết không, có nhiều bạn nghĩ rằng để nổi tiếng thì chỉ cần tung một vài bộ ảnh như thủy top hay clip như bà Tưng. Hiện giờ cái trang Facebook không hiếm để tìm thấy những tấm ảnh hở hang. Và Loan thấy dần dần thì điều đó đang trở thành một phong trào rất là hot trong giới trẻ đó luôn. Tất cả những việc chúng ta làm đều có lý do cả. Ở tuổi chúng ta, ai cũng muốn thể hiện cái tính riêng, chất riêng của bản thân, là tâm điểm của mọi sự chú ý. Và ở thời đại bùng nổ thông tin thì mỗi phát ngôn của người trẻ không chỉ được một vài người biết đến mà còn rộng ra phạm vi toàn thế giới. Đặc biệt, từ khi mạng xã hội phát triển, các bạn trẻ đã xem Facebook như một công cụ để thể hiện cái tôi. Luôn làm Loan nhớ đến câu thà một phút huy hoàng được vụt tắt còn hơn buồn len lói suốt trăm năm đấy. Đúng đó, chính cái suy nghĩ ấy đã đẩy một bộ phận đi đến lụy nổi tiếng. Nhiều người không học hành, không tài năng, không bằng cấp, nhưng họ có nhan sắc, và dù nhan sắc đó chỉ ở mức tương đối chạm chấp nhận thôi, họ cũng bất chấp làm tất cả những gì để nổi tiếng. Vậy thì theo Luân, việc chút bỏ sim y để chụp những bộ ảnh gợi cảm là không tốt. Nhưng Loan cũng nghe nhiều luồng ý kiến việc chụp những bộ ảnh mà phần lớn mọi người cho là phản cảm thì cũng là do người Việt Nam chúng ta suy nghĩ chưa có thoáng. Chứ Loan thấy ở các quốc gia phương Tây cũng là chuyện bình thường mà. Với lại Loan cũng có thêm cái lý do khác là một số bạn muốn chụp bộ ảnh để lưu giữ thời thanh xuân cũng nên. Theo Luân á, thì nếu chúng ta biết đó là những điều bình thường ở các nước châu Âu thì chúng ta cũng phải có đủ nhận thức để lọc ra những văn hóa mới phù hợp với thuần phong mỹ thuật ở nước ta. Còn cái việc lưu giữ tuổi thanh xuân thì đâu nhất thiết phải là dấu ấn thể xác, đâu nhất thiết là phải chụp hình khỏa thân. Họ có thể tham gia vào các hoạt động xã hội, cống hiến tài năng, sức lực của mình cho đất nước, hay đơn giản là học tập thật tốt để kiếm những tấm bằng khen mới là cách lưu giữ tuổi trẻ tốt nhất để Loan à. Hạnh phúc sẽ đến với tôi và sẽ đến cho mọi người. Hát về một ngày mai tươi sáng. Luân còn có biết những chuyện ảnh nàng hot gây ảo trên Facebook có thể sẽ là những con mồi của những gã yêu râu xanh ngoài đời thật. Hơn thế nữa, đạo diễn, nhà làm phim, gã tình diễn viên nếu muốn có vai diễn, mặt tối của showbiz đã tối lại càng tối hơn. Muốn nổi tiếng đến mức bất chấp tất cả thì việc gì họ không dám làm, những việc còn kinh khủng hơn đấy chứ. Hết hình, họ lại nghĩ ra chiêu thức mới. Nếu tấm ảnh của họ không đủ đáp ứng sự nghiện like thì những nàng hot girl sẽ thành tung clip bỏ tay. Việc lụy nổi tiếng có nhiều tác hại như vậy thì ắt hẳn đầu tiên là nhà trường và các bậc phụ huynh đều lo lắng. Cả Loan cũng sợ ngày mình quá theo khác sự nổi tiếng mà bất chấp tất cả mọi thứ lúc nào không hay. Lựa chọn là ở bản thân Loan à. Trước tiên phải là từ gia đình. Gia đình là cái nơi gần gũi nhất, thân thiết nhất với một người. Luôn mong cha mẹ quan tâm đến con cái hơn. Không ít trường hợp đứa con đắm chìm trong thế giới ảo là do sự thiếu quan tâm của cha mẹ. Những bậc phụ huynh nghĩ họ chỉ cần đưa con một xấp tiền, mua cho con một chiếc điện thoại mới là xong nhiệm vụ. Không hẳn như vậy. Thứ hai là ta có thể hy vọng ở nhà trường thêm vào những giờ dạy học đạo đức thực tế, những buổi nói chuyện chuyên đề thấm hơn. Thầy cô có thể là một nhà tư vấn tâm lý cho học sinh, hiểu rõ tâm tư, tình cảm hơn thay vì kỷ luật. Xã hội tuyên truyền với những bài báo có sức nặng hơn, gần gũi với đời sống học trò hơn. Loan nghĩ đó cũng là những ý kiến hay. Nhưng cuối cùng thì vấn đề quan trọng nhất vẫn là do mỗi cá nhân chúng ta luôn ạ. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi up một câu status hay một tấm ảnh nào đó. Chứ đừng vì thấy người khác nhận được nhiều sự quan tâm mà mình cũng bất chấp hết mọi việc để được như vậy. Chúng ta chỉ sống một lần. Hãy làm những việc thật tốt đẹp để sau này quay lại đừng nói hai chữ giá như luôn nhé. Hãy sống như đời sống để biết yêu nguồn cội. Hãy sống như đời núi vươn tới những tầm cao. Hãy sống như biển trào
như biến chào để thấy bờ bên rộng. Hãy sống và ước vọng để thấy đời mình mong. Và sao không là bao, là sông, là ánh lửa đêm đông. Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung. Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc. Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư. Và sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô Facebook CLB Phát Thanh NTH.